sao nó không xuống ta. Ê chết mẹ, không gãy luôn ghế rồi. Bà đập vô cây này nè, mạnh lên nó mới ra được. An ơi, dạ. An ơi, con đừng làm mẹ sợ mà. An ơi, mẹ lại con đó. An ơi, chào mừng bạn đến thế giới lục bình. Trời ơi là trời, nó nói cái gì vậy trời? Bà có nghe cái tiếng gì không? An ơi, đừng mà An ơi, con làm mẹ sợ mà. An ơi, trời ơi là trời. Ủa ai vậy, chưa nắng là sùm vậy ta? Lục bình đi nha. An ơi, là An. Trời ơi là trời. Trời ơi, đừng làm mẹ sợ. An ơi ta. Ơi, ai biết đâu, nghe hú ngoài kia. Nhà bà chính ấy. Ông cha như núi thần. Trời ơi An ơi, đừng làm mẹ sợ con ơi. An ơi, trời ơi mẹ lăn lên. An ơi, đừng làm mẹ sợ con ơi. Trời ơi. An ơi. Một lòng thờ mẹ cha. Đi đâu rồi? Đi con ơi, mẹ lại con xuống. Ủa, đi con ơi. Cái gì vậy? Ủa, không sao? Biết nó ăn đúng cái gì mà tự nhiên nó leo lên trên cây, nó làm cái gì trên kia. Ủa cái gì vậy? Cái gì mà la sùm như vậy? Chào mừng bạn đến bình nguyên vô tận. Đừng dẫm lên cỏ và hoa nhé. Ê, nó kia đừng dẫm cỏ và hoa kìa bà nội. Phải đâu, nó nói hồi sáng giờ vậy luôn á. Nó bị gì hoài luôn hả? Tụi nó hát nữa, chị cũng không biết nó bị gì nữa. Chính ơi, gì vậy? Ai mà biết đâu. Trời ơi, là trời đi xuống. Cái gì vậy? Cái chuyện gì vậy? An ơi. Nó bị sao? Ê, nó kia hồi máu, nó thiếu máu rồi. Trời ơi, cái này gì vậy? Cái gì vậy? Ôi là trời, sáng giờ nó vậy đó trời. Mày làm gì vậy? Nó bị gì vậy? Đang nước rồi má. Rồi mày ginh dừa nước qua đây mày chặt luôn hả? Ừ. Rồi nó bị gì? Coi kỹ lại nó coi nó bị thì gì. Thì có biết đâu, mấy đứa rồi. Con chiêu. Trời ơi. Ừ, lâu nó làm cái tao hết hồn dí hết trơn. Làm gì vậy? An ơi, xuống đi con, cao quá rồi. An ơi. Bị gì vậy? Ai mà biết đâu. Trời, sáng giờ vậy luôn hả? Sáng giờ. Mua xài nó ăn đi. Ui. Sao tự nhiên mày qua đây mày chặt dừa nước vậy liễu? Xong cái gì ai xong rồi? Thôi xuống giùm mẹ đi con, xuống lẹ lên An. Có ai biết leo lên lỡ nó xuống đi. Để nó cao nguy hiểm quá à. Leo lên là nó đạp xuống á. Múa múa dài đâu dám chạy. Ai chạy? Bộ ông nội là hết hồn đi. Ôi trời. Ê nó nghe nè, có phải chuyện tâm linh không vậy em? Tâm linh là sao? Hả? Tâm linh là sao bà? Rồi tiếng nó nói gì vậy trời? Có ai dựa gì nó không vậy? Ờ. Rồi sao bị gì vậy? Mà hỏi thầy giùm chị coi, nó đến từ bình nguyên vô tận là cái xứ nào vậy? Ủa, là thầy đó hả? Thầy ơi, hỏi nó đến từ đâu vậy thầy? Rồi con đến từ đâu nói cho thầy nghe. Bình nguyên vô tận. Ủa cái nước mình có nước nào mà tên bình nguyên vô tận không ta? Cái tỉnh nào vậy? Thầy làm từ đó giờ thầy chưa có đi tới cái bình nguyên đó bao giờ, thầy chưa biết. Hồi đó giờ chỉ có biết là Bình Phước thôi à. Xuống đi Trường Hang ơi, xuống đi ở chỗ cây cối không. Nè kìa. Giờ này nè má ơi, cái gì vậy trưởng, cái gì vậy? Xuống đi Trường Hang ơi. Ê má, mấy cái tình trạng này thấy hoài rồi má. Cái vụ này là trên TV đó. Có cái vụ mà giới trẻ bây giờ bị tệ nạn đó má. Bậy không mà con ta làm gì có mấy vụ đó. Trời, mấy lao quá trời, mấy cái đó là có mấy... đâu, con ta không có vụ đó đâu. Ờ đi chơi về, bạn bè đi chơi về sớm cái bộ. Tệ thiên này. Thiên hình. Thế là tệ thiên luôn kìa. Tệ thiên biến hình nữa kìa. Con ta là Hằng Nga đây. Đồ ngô Phật à. Nghĩ sao Hằng Nga? Thì nó là Hằng Tệ Thiên, tôi là Hằng Nga cho nó xuống. Má ơi, má của đứa Bạch Cốt Tình đó má. Ôi. Ôi là trời. Xuống đi. Ê, cái gì xỉu nè. Cái gì vậy bà nội? Ôi là trời. Mày nói gì tệ nạn, con tao hồi đó giờ nó ngoan lắm, nó đi chơi về sớm dữ lắm. Ai mà biết má. 3 giờ sáng nó về. Nó bay kìa. Ê, má. Nó hú luôn rồi kìa. Ê, này, hay là má chó nhập nó ta? Sói nhập nó không? Có không ta? Bởi vì chỉ sợ đó. Nếu nhập là không phải như gì đâu. Nó khác lắm. Nó khác lắm. Ừ. Sao? Cái ghê vậy? Nhập là khác lắm, cái này không phải đâu. Bay bay đi đâu vậy? Trời ơi, còn có ai biết cái tình trạng này không vậy? Nè, ông là thầy nè. Ông thầy phải không? Ông leo đã gõ đầu chứ gì? Để tụng cho nó xuống đi thầy, tụng cho nó xuống đi thầy. Bây giờ gỗ không có cái địa chỉ nhà không, để cho thầy tìm tới cho. Biên về. Rồi xong tới Cao Lãnh Đồng Tháp và bạn rồi hai đứa mình đi ăn cá nháp. Ôi là trời.
không ấy cho nó nghe nè. À, thầy thầy leo ra thầy gõ cái đầu nó giùm con đi thầy. Không phải đâu. Nó trong mũi kìa. Sao cái mũi đâu? Ai cho mũi? Không cho mũi. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Vậy. Tao hết hồn chân á. Cái gì? Đi hoài chứ nào mới xuống. Thôi nó sỉ ngựa hoài vậy. Nó nghe là cái tình trạng này không được đó bà ơi, bà phải kêu người xuống đi chứ bây giờ là không có được đâu, không có ổn đâu. Ê đứa nào chạy đi lên 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 xã kêu kêu mấy anh văn phòng xuống đây. Kêu phường giùm chính đi. Theo kinh nghiệm của tôi làm thầy mấy chục năm nay là nó nặng dữ lắm rồi đó. Nặng dữ lắm. Ừ, nó nặng dữ lắm. Thành thằng đi lụng ơi. Trời ơi, nó hát luôn rồi kìa. Ê, Liễu ơi. Liễu ơi, cẩn thận Liễu ơi. Ổn không? Ai cái gì cái gì yêu quái ai ai yêu quái đâu không không chị là thằng Nga cho yêu quái cưng ơi thằng Nga thằng Nga thằng Nga trời ơi Liễu ơi Nga đen thua nó bà vừa làm bài trước là xuống cái đấy con nó bị giả vậy ta không, hỏi nó coi hỏi nó coi nó tên gì Nga trắng hỏi hỏi nó coi nó cút tên bà cút tên rồi đó hay hay trời chiên nữa câu cái gì ông nội con liệu ông nội ơi ôi thôi bà ơi nó nặng lắm mà bà ơi bà kêu người xuống luôn sao mày không dị nó xuống giùm tao cái bà nội thấy ghê quá má ai dám nghĩ má An ơi xong rồi An ơi con xuống giùm mẹ đi An ơi cái này là cái này là xài hàng tào lao chắc luôn nó gọi là xài hàng xịn đi không chịu ba kiếm bắt cái tàu lao giờ bị ngáo đúng rồi hả? Ừ, nó tầm bậy tầm bạ không con tao làm gì hư đốn vậy đâu nấp trong bụi cỏ ai nấp đâu bụi cỏ đâu ai nấp đâu kiếm một cỏ coi bình thường cái gì vậy ơi mày làm tao hết hồn vậy con ơi xuống đây xuống đây mấy chị mấy chị đây 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 hai anh tới kịp quá ha cung giùm con nó làm gì chạy đi hai anh ơi cung cứu đi hai anh ơi chứ sáng giờ đây rồi để chúng tôi xử lý ha em có sao em đi xuống đây anh chạy xuống đi con ơi xuống đây đứa nghe xuống đây xuống đi con xuống hai nè hai anh này hai anh này lại thăm con này xuống đi con ai ai là người nhà xuống em trai này đây nè bà này nghe câu chuyện là sao vậy không biết được chuyện sáng leo cậy đứng nó la làng nó hát hò gì đó rồi xuống đây nó nghe nè xuống đây bảo từ từ xuống đây trời ơi từ từ ở xuống đi trời ơi sao rồi con trời ơi đầu tóc gì bà, là gì mình đó? có chuyện gì chị kể lại đầu đuôi của chị cho tôi biết cái sao cái mặt nó ngáo dữ vậy trời cái đầu đuôi của chị đâu biết đâu bà này mới biết chứ em đâu biết đâu bà này là mẹ nó bởi là bị vấn đề gì vậy chị không biết nữa tự nhiên sáng nó lên trển nó ngồi trển nó hát rồi nó bình nguyên gì tùm lum tùm la hết trơn rồi nó hát rồi Tôn Ngộ Không gì Hằng Nga tùm lum hết á ủa mấy anh nói với cái tình trạng này rồi biết chi rồi để anh coi ủa là bác sĩ luôn hả chắc chơi game nhiều lắm hả ta ủa anh đây nó bị gì vậy anh ui ấy kìa anh bắt em luôn đi ha rồi em dẫn nó ngồi chung với nó ấy ủa chị ơi cái gì vậy hiểu rồi đó rồi dẫn về chờ trên chạy đi dẫn đi đâu không bây giờ con đi rồi rồi chị đi về chảnh rồi chị đi lên chảnh luôn còn chúng tôi sẽ trình bày theo cho chị hiểu cái câu chuyện đi em ơi rồi mời chị nhảy đi không sao đâu có mấy chị lên làm chứng giùm tôi ai làm chứng rồi làm người ơi người không muốn rồi đang bạm ơi làm người không muốn làm chứng trời đây ai lên ký tên giùm tôi luôn á rồi chính xác lại là ai là người nhà của em đây rồi tôi mời chị lên trên phường chúng tôi đúng rồi rồi để làm việc luôn ha rồi mà nó bị gì nói chung ra là em này á là cái hiện trạng á là giống như là kiểu như là thôi khó nói quá nó cũng hơi bị khó nói chút xíu nói chung là lên trả đi chúng tôi sẽ ghi cái tờ giấy ra cho rõ ràng rồi chúng tôi sẽ cho chị ký rồi mời chị đi đi rồi dẫn lên trả đi yên tâm nghe tình trạng làm sao đâu nói bao giờ nói bà nói bà nội mà hơi tôi biết tình trạng gì má ê con cái không lo má con cái không lo suốt cày bỏ nó đi không ha ồ trời ai không biết mày nói ai nói tao không lo sao không mày nghĩ sao là cơm nước ngày ba bữa đủ thôi được chứ thánh thần ở trong bữa ba bao giờ bà để ý quan tâm con cái mà đâu người ta mới làm mẹ tao để ý quan tâm con cái chút xíu mày nói giỏi quá muốn con mày lớn thì mày đi má ơi má không có lo thiệt nãy giờ tao đi cả cây số bao giờ còn đứng đây là má không sao mày nói con đâu sao không đi là chẳng tao đi nữa hả ừ người ta đi mẹ đi theo má mấy tình trạng đó là không có được thấy ghê quá ha mà cái mặt nó xanh lè nhìn là biết điền con cái là mình phải lo lắng mình giờ mình tụng nó hay quá nãy tụng nó quên đó bởi vì ghê quá bởi vậy bởi vì mình muốn làm ơn làm phước quan tâm con cái giùm cái thì con cái mình phải lo rồi đừng để cái tình trạng mình ha cái kiểu mà bỏ bừa bỏ bãi đó rồi con cái không lo sao thì đó hư đốn ra rồi bây giờ theo đám bạn tụ tập bạn bè rồi hư ê gì mà nói không chơi 3 giờ sáng mà không chơi nói ra cái tư binh thôi thôi chị đi về tưởng đâu cái gì mà la âm sùm ờ hết rồi nha tưởng đâu có chuyện gì đi về rồi ok bà xách quần vừa đi rồi ông xách đi nặng muốn chết luôn nãy bà xách qua giờ bà xách về đi hồi nãy quên vậy mình
chê. Ê mà cái buồng dừa đâu rồi bà, nãy bà bỏ đâu? Nãy bà xách xong bà bỏ đâu vậy? Đây đây nè. Để đây thì nằm đây chứ đâu. Ai biết được trời. Rồi giờ đâu mất tiêu rồi? Ông hỏi tôi. Nãy bà xách qua giờ bà hỏi tôi biết nó nằm đâu. Chứ bắt cười quá trời, buồng dừa nãy giờ ông canh không chứ ai mà canh mà giờ ông hỏi tôi là sao? Ê bà đừng có đổ thừa nha, nãy bỏ đây rồi tôi qua đây tôi đứng tôi coi nha, tôi không có canh à. Thừa, trời. Cho có buồng dừa nước không mà làm gì căng thẳng cái vậy? Ôi là căng thẳng trời. Buồng dừa nước ở để đây mà tụi không bị mất tiêu nó thừa tôi. Trời mất tiêu có đổ thừa tôi đứng canh là sao, ai canh? Tôi đứng ở đây tôi coi đây. Hồi nãy là buồng dừa là ông đừng có dán mặt với tôi nghe, buồng dừa đấy. Bà xách qua bà xách qua, tôi chỉ giác cái đám thớt qua thôi, tôi không biết. Tôi không biết mắc là tại bà, do bà. Mắc tại ai? Mắc tại ai? Tại bà ta. Ông thừa nha. Bà xách qua bà không biết giữ. Đây xách gì? Hả? Gặp tôi xách là tôi đem theo qua đó tôi đứng tôi coi luôn rồi. Ai kia bỏ đây? Bây giờ mắc vào đổ thừa. Ê, đừng có ngang ngược nghe, ông chồng con đừng có ngang ngược. Ai ngang ngược? Bà mới ngang ngược á. Hả? Cái buồng dừa người ta đây mất tiêu. Ông làm cái gì? Ê, bà mới ngồi ngang ngược rồi, nãy bà xách qua bỏ đây rõ ràng. Nhưng mà ông nãy giờ tôi đứng ở đó. Tôi không đứng ở vậy, tôi không đứng đây đâu. Mắc mới gì đây, không đứng đứng nói chi vậy? Sao bà đâu không đứng đây đi, bà đứng đó làm chi? Tôi coi nhỏ ra sao trời. Tại bà nhiều chuyện không? À ông nói ai nhiều chuyện, ông không nhiều chuyện. Bà mới gọi là nhiều chuyện á. Ông ai đừng có chỉ chỗ ông nói nhiều chuyện nha. Ê bà này nói chuyện không chỉ chỗ mặt tôi nha. Ông đang chỉ chỗ tôi đó. Chỉ chỗ hồi là tới số với tôi bây giờ. Ông làm gì tôi thử, ông làm thử coi. Làm thử. Ông là ui da. Ui da. Ui da trời ơi ông. Ông làm gì hả? Bà tới số 7 tôi chứ. Gì mà ông chứ? Mà sao không về hay chồng làm cái gì vậy? Ông làm gì hả? À? Ông chồng con mà ông gửi luôn. Bà cản lại bà được, bà đừng cản tôi lại nha. Bà buông ra coi, bà đừng có cản tôi. Cản gì? Hả? Giờ bà sao? Mắc cái buồng dừa nước không à, bà làm như là mắc vàng vậy đó. Ông coi ông Vũ Phu ông mày quánh nó trước bà. Ê, ông chồng chồng con mắc cái buồng dừa nước không à, bà đổ thừa tôi. Nãy giờ trong khi đó bà nhiều chuyện nhất, bà đứng bên đây. Ừ, có cái buồng dừa nước nãy xách qua không à? Ông nói ai nhiều chuyện hả? Bà chứ ai? Chứ ông nhiều chuyện thì có chứ ai nhiều chuyện. Tôi nãy tôi không hề nói tiếng nào luôn. Im miệng, hai chồng mày lại đi, hai chồng mày nhiều chuyện hết trơn luôn á. Ha. Rồi đó. Ai mà biết nãy bỏ đây nè, bà bỏ đây bà không giữ rồi bà nói bà đâu thừa tôi là tôi không giữ là sao? Ông khỏi nói nhiều nữa ha. Ngày hôm nay ông Vũ Phu với tôi cuốn đồ về nhà mẹ tôi ở. Không có ở với ông nữa. Trời ơi, có buồn vừa nước không mà hai vợ chồng đánh lộn lạo luôn vậy. Bà có muốn đi đâu đi đi. Ừ. Sao bà không kêu lại? Tôi không đi về nha.